đưa bóng vào, cơ hội. Các hậu vệ áo đỏ đã sát rất nhanh để ngăn cản một tình huống nguy hiểm, nhưng ngay sau đó pha phá bóng đã đập chân cầu thủ đối phương bay về phía khung thành của đội tuyển Olympic Việt Nam. Rất may là nó bay vọt xa. Một tình huống làm thót tim các cổ động viên trên sân vận động Thống Nhất. Đó là pha bóng lên của Quế Ngọc Hải. Ngọc Hải đã có một tình huống phá bóng không an toàn.